Nói lời thế gian, mấy ai mà lên đây mà chia sẻ làm chứng mà lúc nào cũng khoe là con làm được cái này, con làm được cái nọ, con làm được cái kia là nói lời thế gian hay nói lời Thiên Chúa? Những ai mà lên đây mà khoe là con có tiền của, con đi công tác chỗ này, con đi công tác chỗ đó, con đi công tác chỗ kia là nói lời của thế gian. Anh tên là gì, ở đâu? Dạ, tôi chào cha và chào cộng đoàn. Con là Francisco Nguyễn Thành Châu, 64 tuổi. Dạ, con ở Mỹ mới về được 2 tháng nay rồi cha. Đang ở bên Mỹ, ở tiểu bang nào? Dạ, tiểu bang New Mexico. New Mexico, còn chị tên là gì, ở đâu? Dạ, con Maria Trần Thị Sương, 54 tuổi. Có chúng chồng con New Mexico về đó cha. Rồi, hai anh chị ở bên Mỹ về đem lời của Thiên Chúa về để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Anh chị đã được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Dạ, như con nói nha cha. Dạ. Dạ, con chào cha tất cả cộng đồng. Chồng con thì bị ung thư cái cổ mổ đó cha. Ung thư cái cổ bú mổ. Dạ. Ung thư, tôi đã chồng con nói bú. Chồng con bị ung thư cổ bú rồi mổ đó cha. Là đi qua bển mới có được 1.5 năm thôi. Rồi bắt đầu mổ xong rồi bắt đầu bác sĩ nói rằng đó là cái này nếu mà điều trị anh nó đốt mà tóc rụng lỗ trơn. Nếu mà 5 năm anh khỏe thì anh sống. Còn nếu mà không khỏi thì anh sẽ... Không khỏi thì chết. Bác sĩ nói có như không. Rồi tôi chữa cho chị nghe, nếu mà khỏe thì chị... Nếu mà không khỏe thì... Bác sĩ nào nói vậy thì ai chả nói được. Mà thực sự là con người chỉ có thể làm được cỡ đó thôi. Con người chỉ có thể làm được cỡ đó thôi. Đừng có tưởng rằng ta đây là bác sĩ khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, vô địch thế giới, nhưng mà chết thì vẫn phải chết. Trời kêu ai thì người ấy dạ. Yeah. Trời kêu ai thì người ấy dạ. Yeah. Cho dù có là tổng thống, cho dù có là giáo hoàng, cho dù có là chủ tịch, cho dù có là vô địch thế giới này đi chăng nữa, mà trời kêu thì phải. Chứ đừng có tưởng là ta đây nhờ bác sĩ, tiến sĩ khoa học kỹ thuật nhất thế giới chữa đi, giỏi thì chữa đi, chữa được không? Bác sĩ ông cùng nói là tôi chữa cho ông, nếu mà ông khỏe thì ông, nếu mà ông không khỏe thì ông. Hết chuyện. Rồi sao nữa, có chuyện gì xảy ra? Dạ rồi bây giờ cái chồng con nó trở lại bệnh đó cha. Rồi bác sĩ nói rằng đó là bệnh anh tái phát rồi. Bây giờ thì chúng tôi không thể cứu chữa anh nữa được. Rồi chồng con có nói thôi, nếu mà mấy ông không có chữa tôi được thì tôi về Việt Nam mới lòng chú thương xót tôi có cái cha tôi á. Rồi đặng tới đó thì nếu mà tôi chết á thì cũng sẵn sàng chết ở đây. Cái ông mới nói thôi nếu anh muốn về thì về đi, chứ chúng tôi không có trị nữa. Rồi mấy ông cũng cho thuốc kia đó cha, rồi cái anh đi về. Rồi chồng con lên máy bay á thì ai cũng nói trời ơi, mày ngồi cứng đơ cái phần cổ như vậy đó, mày nhức tối ngày có u não luôn đó cha. Rồi sao mày đi máy bay được? Cái nó thôi, tôi hú dân cho Chúa, nếu mà cho tôi chết thì tôi chết, nhưng mà tôi phải đi về. Rồi cái chúng con mua vé về bữa lòng đại lễ lòng Chúa thương xót đó cha. Rồi cái bay tới đây anh nói thôi bây giờ bay á thẳng tới đây luôn, không cần về nhà. Nếu mà Chúa cho anh sống thì sống, nếu chết đó thì ở đại điểm này nè, nói với cha thì thiêu anh rồi đưa đi luôn, chứ đừng có đem về quê thăm mấy anh chị đó cha. Dạ, rồi kéo cầu xuống đây gặp cha, rồi dâng lời cầu nguyện, rồi khấn với mấy cộng đồng, rồi cầu nguyện cho ảnh. Rồi cái bắt đầu mấy tuần mới về thăm quê hương, cô cứ trở xuống nữa. Trở xuống nữa thì mỗi ngày cũng cha đặt tay cầu nguyện cho nó, bây giờ cái cổ của ảnh đó cha, nhúc nhích được á. Dạ. Rồi chết chưa? Dạ chết chưa. Kêu chưa? Chết chưa quá cha. Chúng ta thấy là hình ảnh của một người từ bên Mỹ về mà bị u não, mà bị cái cổ này, và bác sĩ thì bảo là thôi, tôi chỉ biết chữa, anh khỏe thì anh sống, mà anh yếu thì anh chết. Cuối cùng thì anh ta quyết định lựa chọn về Việt Nam, chết thì chết tại quê hương Việt Nam, và bay thẳng từ phi trường về đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện xong rồi mới về quê của mình. Và anh về từ hôm đó tới giờ là mấy tháng rồi? Dạ, tôi về hôm nay là được 2 tháng rồi cha. Anh thấy thế nào?
Dạ, tháng đầu con được cha đặt tay cầu nguyện, nhờ Chúa đã chữa lành cho con được 50%. Cái cổ con hôm nay nó cũng đã nhúc nhích được. Con từ đường tới ngày con đến thì con phải cần có cái nẹp ở cổ ấy nha. Từ sau đó sau một tháng là con bỏ luôn rồi, không có mang nữa. Alleluia. Rồi hôm nay anh chị em cầm cuốn tập san nghe, cầm tập san khi mà tôi nói Alleluia, nói yêu thương, cứ yêu thương rồi. Tạ ơn lòng thương xót của Chúa đã yêu thương. Chúa đã chữa bệnh cho người khác chỉ vì Chúa yêu thương. Và chúng con đến đây khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho chúng con cũng biết yêu thương. Đây anh chị đang về đây, chúng tôi gửi tặng anh chị đứng trên hết tất cả các thầy thuốc, đứng cầm quyền sinh tử, đứng mà cả cái trái đất này không xứng đáng làm bệ dưới chân người, đứng mà tất cả chúng ta nếu mà không có Ngài chỉ là hoa là cỏ bay phất đi. Đứng ấy tên là Giê-xu. Và đây là cái máy 365 bài giảng để anh chị nếu mà có về bên Mỹ nhớ đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha, đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho anh chị mỗi người một cái xe hơi có nhà có nha. Cái gì? Hai đứa có một chiếc thôi. Hai đứa một chiếc, vậy thì hai đứa lấy mấy chìa khóa? Chơi một nữa cái chắc. Rồi hai đứa mà chơi không? Chúng mình vẫn còn tình gỡ người thôi, mời hai đứa về chỗ. Chúa về cha kìa. Là từ khi cha đi qua Mỹ đó, thì con tưởng đó là cha đến cái tiểu bang mà con ở đó là một cái sa mạc. Rồi con cũng nói chắc là cha đến để mà nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà cha đến đó để cha gieo cái hạt giống lòng Chúa thương xót. Và từ đó rồi cha cũng có nói rằng là cha kiến gieo, rồi còn những khi mà nó mọc là nghĩa của Chúa làm. Và từ đó rồi cái giáo xứ con ở cũng đã tính tốt thôi cha. Dạ, con xin làm tính rồi đó cho cha. Chị nói tiếp. Bữa nay thì cái nhóm của con giờ biết nhiều lắm rồi, và chị Đa đó rồi cũng 50-60 người đó cha. Giờ bữa nay mỗi lần thì ở nhà chị, rồi xong cái nói cha cái liên truyền được cho tới nhà thờ đó cha. Nhà mừng cho lắm. Dạ. Đó là tiểu bang gì? Dạ, New Mexico. Vâng, anh ấy đang nói về câu chuyện xảy ra cách đây 5 năm về trước, lúc mà chúng tôi phải lưu vong sang Mỹ để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà lúc đó là phải đi chui, loan truyền ở bên đây cũng chui và bên sang Mỹ cũng chui, cứ lỉ lủi từ nhà này lủi sang nhà kia, cứ báo điện thoại rồi đêm. Anh chị em đi làm xong hết rồi khoảng 8 giờ tối là nhắn tin cho nhau rồi đi xe hơi đến. Cha con chúng tôi chung vào trong một cái nhà đóng cửa lại, cầu nguyện lòng Chúa thương xót, ca ngợi lòng Chúa thương xót. Mới đầu là nhóm 5 người, xong rồi tới 10 người, tới 20 người. Lúc đó là chưa được phép cha sở, nên cứ phải làm chui. Rồi tôi có nói với chị như chị nói là tôi chỉ là người đi gieo thôi, còn Chúa mới làm cho nó lớn lên. Phaolô trồng, Apollo tưới, Chúa làm cho mọc lên. Những hạt giống lòng Chúa thương xót sau 5 năm, bây giờ đã trở thành một cái nhóm chính thức hoạt động trong giáo xứ ở New Mexico. Và nhóm đó bây giờ là được khoảng 60-70 người ấy chăng? 60-70 người. Thế chị em ở bên Mỹ, phải nhớ nó là bên Mỹ, mà những người Việt Nam bên Mỹ sống rải rác chứ không có tập trung được như thế này. Mà một nhóm 60 người có khi người ta phải đi cả 100 cây số mới đến nơi được để sinh hoạt mỗi tuần như vậy. Và từ cái nhóm đó họ cũng làm những cái máy, họ là hồi đó là có những CD, họ copy CD những bài giảng, họ download xuống rồi đi gửi các nơi, cứ đem đi vào trong những shop gửi vào đó, đi vào những cái tiệm để đó, ai đến mua hàng muốn lấy thì lấy, cứ như vậy thưa anh chị em. Rồi bây giờ là tới cái máy 365 bài giảng, lúc đó là máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị Đa và những anh chị trong nhóm cũng vậy, cứ ngồi copy ra rồi đem đi gửi các nơi, hạt giống nó cứ lan tỏa. Và hôm nay anh chị từ New Mexico 5 năm chúng tôi gặp nhau trở lại về đây để làm chứng cho mọi người quyền năng lòng thương xót của Chúa đã lan tỏa đi khắp mọi nơi vì Chúa là đấng. Cầm cuốn tập san vì Chúa là đấng.
Vì Chúa là đấng rất. Vì Chúa là đấng đầy. Và Chúa chỉ biết. Rồi, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. À, chị đó, đó mấy anh chị cầm nhiều nhiều về với đó giùm tôi. Chốt vé lại cầm chừng 60 cuốn nha. Vô trong bàn phụ lấy 60 cuốn. Rồi, lại 60 cuốn để tặng cho mỗi anh chị em ở đó, mỗi người một cuốn.